Những bờ kênh lan can chỗ còn chỗ mất do bị trộm, người dân ngồi cả lên bờ kè, thậm chí có chỗ lan can còn chưa được chủ đầu tư lắp đặt. Đây là tình trạng đã diễn ra khá lâu ở thành phố Hồ Chí Minh, gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Trước đó, ngày 9 tháng 5, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở bờ kênh đi qua phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã làm hai em nhỏ, một em 6 tuổi, một em 4 tuổi tử vong. Nguyên nhân chính là khu vực hai em vui chơi không có lan can hay rào chắn khiến hai em bị trượt chân xuống dòng nước kênh và bị đuối nước. Những người dân ở đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12 cho biết, đây là khu vực có rất nhiều trẻ em, những lan can này cao 70cm, họ thấy khá thấp nên đã gắn thêm các tấm lưới sắt để đảm bảo an toàn cho mọi người khi đi qua đây. Nói chung là cái bờ kè, cái nguyên tắc bờ kè là người ta làm là dốc, không có độ bám. Đó, khi mà leo qua đây hoặc là không có cái lan can này mà trẻ con mà lỡ mà tụt xuống dưới á, nếu mà không biết bơi á, là sẽ bị chìm, nó rất là sâu. Đó, nước về chứ nó dưới còn rất là sâu. Đó, thành ra là phải có lan can bảo vệ để trẻ con nó ra đây nó chơi thì nó không bị té xuống dưới. Nó giống như cái lan can bảo vệ cầu vậy đó. Cầu là phải có lan can, còn lúc qua cây cầu mà không có lan can thì xe cộ gì nó muốn rớt xuống lúc nào nó rớt, đúng không? Người ta cũng vậy. Tương tự ở nhiều dòng kênh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra tình trạng này. Điển hình là kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Nhiều tấm lan can sắt bị tháo trộm. Tình trạng này xuất hiện từ đầu tháng 3 năm 2022. Trước Tết Nguyên đán đến đầu tháng 3 năm 2022, có 7 thanh lan can, mỗi thanh dài 1m80 đã bị tháo để cảnh báo nguy hiểm cho người di chuyển qua khu vực này. Người dân đã dùng lưới sắt, răng dây, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời. Người dân ở đây vẫn lo lắng việc mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với nhiều người xung quanh khu vực này. Nhiều bờ kênh sau khi được lát bê tông có độ dốc cao, mùa mưa nước có thể dâng lên đến 2m. Vì thế, việc khuyết rào chắn ở những khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với mọi người. Mong muốn lớn nhất của người dân lúc này đó là ban quản lý, đơn vị thi công cần quan tâm thường xuyên, kiểm tra và bổ sung những lan can bị trống để không còn xảy ra những vụ việc đáng tiếc như thời gian qua.